Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ ngồi tâm sự với mọi người, chia sẻ với mọi người về cái thực trạng của cái ngành logistics ở cái thời điểm dịch bệnh này, cũng như là cái dịch bệnh này nó tác động mạnh mẽ như thế nào và những cái ảnh hưởng nghiêm trọng ra sao tới những doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Có thể trong cái video ngày hôm nay mình sẽ nói nhiều về cái việc mà xuất khẩu hàng đi Mỹ, bởi vì riêng cái tuyến Mỹ nó là cái tuyến mà nó đang gọi là rất là kẹt chỗ và nói chung là nó rất là căng thẳng ở cái thời điểm hiện tại này, bởi vì do cái nguồn cầu, nguồn cái nhu cầu về việc vận chuyển hàng hóa đi Mỹ nó quá cao, trong khi cái lượng cung về vận chuyển thì nó lại đang bị thiếu hụt. Như các bạn đã biết, cái dịch bệnh Covid này thì nó bắt đầu từ đầu năm 2020, thì tính từ cái thời điểm đấy là nó đã làm ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hoạt động kinh doanh rồi, bởi vì ở bên nước ngoài, các nước châu Âu hay là Mỹ hay là các nước khác trên thế giới là bị lockdown, thế nên là cái sản lượng người ta nhập khẩu không được như cái hoạt động trước đó nữa. Thành ra là các cái công ty xuất nhập khẩu ở Việt Nam ấy, người ta cũng bị chịu ảnh hưởng, bởi vì cái sản lượng xuất khẩu đi các nước nó bị giảm xuống do dịch bệnh. Thế nên là những công ty vận chuyển, vận tải, hãng tàu họ cũng sẽ phải cắt giảm cái những cái chuyến tàu của họ. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ như này, đây là một cái ví dụ để cho các bạn dễ hiểu, chứ nó không phải là một cái ví dụ thực tế mà mình đã tìm hiểu số liệu nhá. Mình lấy ví dụ như là, ví dụ một tháng có 10 chuyến đi Mỹ chẳng hạn, thì bây giờ sẽ chỉ cắt xuống còn 5 chuyến thôi, bởi vì do cái lượng hàng xuất khẩu ở cái thời điểm dịch bệnh nó bị giảm xuống, nên chính vì vậy mà cái nguồn cung về vận chuyển nó bị eo hẹp hơn, nó bị cắt giảm đi, cắt giảm số chuyến. Thế nên là nó làm cho cái giá cước nó tăng lên. Cái giá cước mà đi Mỹ, cái giá cước mà đi Mỹ vào nó bắt đầu tăng từ hình như giữa năm 2020 ấy, nếu mình nhớ không nhầm, bởi vì ở thời điểm đấy công ty mình ít hàng đi Mỹ, nhưng mà khi mình bắt đầu có hàng, mình bắt đầu tìm hiểu về giá thì mình mới thấy là cái giá nó tăng, và nó tăng khủng khiếp luôn. Rồi đến cuối năm 2020 là nó đã vút lên rất là nhiều rồi. Mình nhớ là cuối năm 2020 mình xuất một công Meicheda đi từ Hải Phòng đi New York là nó rơi vào tầm hơn 5.000, nhưng đến thời điểm hiện tại thì nó đã trên 17.000 đô rồi, có nghĩa là nó đã hơn gấp 3 lần so với cuối năm 2020, mà ở cái thời điểm đấy giá nó đã rất là cao rồi. Đối với một công hàng bình thường đi từ Hải Phòng mà đi New York chẳng hạn thì nó chỉ rơi đến tầm hơn 2.000, mà 3.000 nó đã là cao rồi ấy. Và đến thời điểm này nó là trên 17.000, 18.000, thì thậm chí nó còn cao hơn cả giá trị hàng hóa của một số loại mặt hàng, ví dụ như Meicheda nhà mình là nó cao hơn giá trị hàng hóa rồi. Bởi vì dịch bệnh thế nên là ở nước ngoài bị lockdown, người ta không nhập khẩu được, xong đến khi mà cái dịch bệnh ở nước ngoài nó được cải thiện thì bắt đầu là họ nhập khẩu lại, họ bắt đầu quay trở lại với hoạt động kinh doanh bình thường. Tuy nhiên là cái giá cước vận chuyển quốc tế lúc đó nó đã bắt đầu tăng rồi, bởi vì hãng tàu họ cũng không thể chịu lỗ được, thế nên là họ cắt giảm số chuyến, thành ra là cái lượng cung về vận chuyển nó sẽ eo hẹp hơn. Khi mà doanh nghiệp bên nước ngoài họ thấy là cái giá cước vận chuyển nó tăng quá cao ấy, họ mới bắt đầu là nói với các doanh nghiệp ở Việt Nam là phải chờ đến khi nào mà giá nó giảm xuống. Thế nên là các doanh nghiệp ở Việt Nam họ sẽ phải lưu kho hàng hóa lại, tồn đọng hàng hóa lại cho đến khi nào mà giá cước nó giảm. Tuy nhiên là sau vài tháng, từ đầu năm đến giờ thì giá cước vận chuyển quốc tế nó tăng vòn vọt rồi, nên là bản thân là các doanh nghiệp ở nước ngoài họ cũng không thể chờ đợi lâu hơn nữa, bởi vì bây giờ họ nghĩ rằng là nếu mà chờ thì có khả năng là cái giá cước vận chuyển nó sẽ còn tăng rất cao từ giờ tới cuối năm, nên thành ra là họ sẽ cứ có chỗ là họ sẽ cho đi luôn, mặc dù giá cao thì đến thời điểm này họ cũng đã chấp nhận đi cái giá cao như thế. Cái nhu cầu xuất khẩu ở cái thời điểm này nó đang tăng rất là mạnh, bởi vì do cái lượng hàng ứ động từ cái thời điểm trước đến cái thời điểm mà phải chờ đến khi giá giảm. Ở các nước phương Tây thì họ có vaccine, họ đi tiêm rồi, họ mọi thứ nó trở về bình thường. Và cụ thể ở đây là Mỹ, mình nói chuyện mấy lần với cái khách hàng bên Mỹ của mình ý, thì anh ấy bảo ở New York thì bây giờ mọi thứ trở về hoạt động bình thường và mọi người không cần phải đeo khẩu trang, bởi vì ai cũng được tiêm vaccine hết rồi, nên là mọi thứ hoạt động bình thường, họ cũng sẽ bắt đầu nhập khẩu lại hàng hóa như bình thường để cho cái hoạt động kinh doanh của họ. Chính vì vậy mà cái nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của mình tăng rất là mạnh đến các nước phương Tây và đặc biệt là Mỹ. Các bạn biết không, Việt Nam đứng thứ 3 trong các nước châu Á là xuất khẩu sang Mỹ, đứng thứ 3 nhá,
còn ở trong tất cả các nước trên thế giới thì đang đứng thứ 6. Nghĩa là cái sản lượng mà hàng hóa mình xuất đi Mỹ cực kỳ nhiều luôn. Thêm một cái lý do làm cho cái giá cước vận chuyển quốc tế đi Mỹ hay là các nước khác nó tăng mạnh như vậy là bởi vì Trung Quốc có cái sản lượng xuất khẩu cực kỳ nhiều. Mình lấy ví dụ như là Mỹ là Trung Quốc đứng thứ nhất luôn, nó xuất khẩu bao nhiêu nhỉ? Đợi mình một tí. Đọc lại cái con số thống kê bởi vì mình mới tìm được năm 2020, còn quý 1, quý 2 của năm 2021 thì mình không tìm được con số thống kê, nhưng mình nghĩ là nó không phải là một con số thấp đâu. Mình có tìm được một cái con số thống kê với những cái hàng hóa mà xuất khẩu đi ấy, cái tổng sản lượng của Trung Quốc năm 2020, còn 2021 thì mình không biết bởi vì quý 1, quý 2 mình không tìm được số liệu. Nhưng mà mình chỉ đọc qua, mình tìm được nhưng mà mình quên rồi. Nhưng mà nó tăng hơn 30% so với cùng kỳ của năm 2020 ấy. Đây mình xem của Trung Quốc xem là bao nhiêu tỷ đô. Nó xuất nhiều kinh khủng khiếp luôn. Cái sản lượng của năm 2020 xuất đi từ Trung Quốc đi Mỹ nó rơi vào 457.16 tỷ đô. Trong đó Việt Nam là 83.21 tỷ đô, là nó gấp hơn 5 lần. Thì các bạn tưởng tượng nhá, đối với cái dịch vụ vận chuyển đường biển ý, thì cái cảng Hải Phòng hay là những cái cảng ở nội địa khác, ví dụ như là Quy Nhơn, Đà Nẵng, thì đều là những cảng nhỏ chứ không phải là cảng lớn như ở bên Trung Quốc hay là Singapore, mà những cái tàu lớn, tàu mẹ sẽ đến để lấy hàng. Có nghĩa là từ Việt Nam mình ý, mình sẽ đi một cái tàu nhỏ sang bên cái cảng lớn, cảng chuyển tải, ví dụ Singapore, Port Klang hay là các cảng lớn ở Trung Quốc, thì gần như là sẽ ghé qua những cái cảng lớn của Trung Quốc để những cái tàu lớn đấy sẽ lấy hàng từ phía Trung Quốc, bởi vì cái sản lượng Trung Quốc nó xuất đi quá nhiều. Thì các bạn thử tưởng tượng, bởi vì cái sản lượng hàng hóa của Trung Quốc nó xuất đi quá nhiều, thế nên nó đã chiếm gần hết cái chỗ ở trên cái tàu lớn rồi. Thế nên là từ phía Việt Nam mình sẽ bị thiếu hụt chỗ rất là nhiều, bởi vì mình không có chỗ trên những cái tàu lớn đấy để đi sang nước ngoài, bởi vì bên Trung Quốc người ta xuất gần hết rồi. Nhưng cái giá Mỹ thỉnh thoảng sẽ có cái tàu là ăn được cái giá nó tốt hẳn một chút, là lý do bởi vì đợt vừa rồi là ở cảng Sơn Trân hay là cái cảng nào ở bên Trung Quốc nó bùng dịch lại ấy. Thế nên là nó tạm thời lockdown không xuất khẩu được, thế nên nguyên một con tàu đấy là nó đưa về Vũng Tàu, nếu mình nhớ không nhầm, đưa về Vũng Tàu. Thế nên riêng một cái con tàu đấy thôi nhá, là được hưởng cái giá gọi là khuyến mãi đi, gọi là cái giá discount từ bên phía hãng tàu, bởi vì cái con tàu lớn đấy từ bên phía Trung Quốc là không có đi được từ cái cảng đấy. Thế nên là bắt đầu là sẽ đổ dồn những cái hàng ở bên Vũng Tàu ấy, từ bên Việt Nam. Thì riêng cái con tàu đấy là được hưởng cái giá nó tốt hơn hẳn so với giá thị trường. Còn ở thời điểm này thì không có lấy đâu ra được một cái giá tốt như vậy, bởi vì Trung Quốc nó lại xuất khẩu trở lại và nó xuất khẩu cực kỳ nhiều luôn. Mình sẽ để cái đường link về cái số liệu sản lượng mà mình check được ở bên dưới cái mô tả, thì mọi người có thể tham khảo. Mình sẽ để cái đường link để nói về cái sản lượng xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 của Trung Quốc và cái sản lượng nhập khẩu của Mỹ, để các bạn có thể thấy được rằng là Việt Nam mình cũng xuất khẩu cực kỳ nhiều chứ không ít đâu. Nó cũng đứng top 3 trong các nước châu Á và top 6 trên thế giới. Đây là mình nói riêng cái hàng hóa mà xuất đi Mỹ thôi nhá, chứ không phải tất cả các nước trên thế giới đâu. Trong tất cả những cái nước mà Việt Nam xuất khẩu đi thì Mỹ đang đứng thứ nhất. Mình xuất khẩu sang Mỹ rất là nhiều. Cái lý do tiếp theo mà nó ảnh hưởng tới cái giá cước vận chuyển quốc tế nữa thì mình nghĩ đấy là do cái giá dầu và do cái equipment. Có nghĩa là cái equipment ở đây chính là cái vỏ container ấy. Khi các bạn để xuất khẩu đi được, các bạn đặt chỗ với hãng tàu thì các hãng tàu sẽ cung cấp cho các bạn mượn cái vỏ container để về đóng hàng vào trong. Thì bản thân các hãng tàu bây giờ họ cũng đang thiếu vỏ rất là nhiều, cái lượng vỏ thiếu. Nói chung là đấy, như mình đã nói, Trung Quốc nó xuất nhiều rồi, những cái gì mà nhiều nhất là bên đấy nó lấy hết, chỗ nó cũng lấy nhiều này, vỏ container nó cũng lấy nhiều này, còn bao thứ dư giả lại thì nó sẽ đấy đổ sang cho các cái nước lân cận như là Việt Nam, mỗi nước hưởng một tí, còn chủ yếu là nó xuất đi là chủ yếu thôi. Bản thân cái giá cước vận chuyển quốc tế hãng tàu bán ra là nó đã tăng rất là nhiều rồi. Tuy nhiên là trong nội bộ của các công ty logistics forwarder làm cho cái thị trường nó lại bị thổi phồng lên nữa. Đấy, còn sâu xa hơn thì mình rất là khó để có thể chia sẻ trên cái những cái gọi là phương tiện mạng xã hội như thế này. Nhưng mà các bạn cứ thử tưởng tượng như là ví dụ bạn mua đi bán lại nhiều lần thì mỗi một bước nó sẽ
chênh nhau hơn một tí thì đến cái tay người tiêu dùng cuối cùng là doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở đây, thì cái giá cước vận chuyển quốc tế nó sẽ bị thổi phồng hơn so với thị trường nó đấy. Bởi vì bây giờ cái dịch bệnh nó cũng chưa hết, Hà Nội bây giờ cũng bị lockdown theo chỉ thị 16, 17 rồi. Một số khách hàng của mình có khả năng phải hủy book, lý do là bởi vì các xe container không được vào trong nội thành Hà Nội nữa. Đi đến trạm kiểm soát cái là phải quay đầu về bởi vì không có giấy thông hành đi vào bên trong nội thành. Xe không được lưu thông vào bên trong nội thành để lấy hàng, nên là bây giờ cũng đang chờ những cái quyết định hỗ trợ của nhà nước. Bây giờ thì cũng không biết như nào, chỉ hy vọng là mọi thứ nó sẽ ổn rồi mình nghe theo những cái sự chỉ thị của nhà nước, làm theo những cái hướng dẫn để có thể dập được dịch nó nhanh nhất có thể, hoạt động kinh doanh nó trở lại bình thường. Ok, thì các bạn nhớ chăm sóc sức khỏe và luôn cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Bye bye.